Lê Sút LM350 ra mắt tại Malaysia có giá 1.148.000 RM, khoảng 6,42 tỷ đồng, được ví như mẫu Toyota Alphard hạng sang, với phần đầu xe ấn tượng, lưới tản nhiệt khổng lồ ngay giữa trục chính đi kèm logo của Lê Sút. Hai bên là đèn pha projector dạng LED thanh mảnh với đèn chạy ban ngày hình mũi tên đặc trưng và các đèn báo rẽ, cùng với các điểm nhấn mạ chrome hình chữ L ở các góc của cản trước. Trong khi phần bên hông tương tự như Alphard, Lê Sút lại tạo sự khác biệt bởi giải cửa sổ mạ rôm hình chữ L kép, thay thế cho vây cùng màu thân xe của Toyota. LM350 cũng sử dụng bánh xe hợp kim chrome 18 inch, nhỏ hơn 1 inch so với Alphard nhưng đi kèm với thiết kế đa chấu phức tạp và công nghệ giảm tiếng ồn để cải thiện khả năng lăn bánh. Ở phía sau, LM350 đi kèm với đèn hậu LED toàn chiều rộng với các góc hình chữ L, cũng với các đèn báo rẽ. Tăng thêm vẻ tinh tế cho mẫu xe còn là những điểm nhấn chrome dưới đèn hậu và trên cản sau, tạo khung phản xạ. Nội thất của Lê Sút LM350 sang trọng bậc nhất, thay vì 5 ghế sau như Alphard, LM350 trang bị 2 ghế dài kiểu limo, chỗ để chân rộng rãi, đi kèm với tựa đầu lớn, các nút bấm trợ lực dễ dàng chọn chế độ ngả lưng. Đồng thời, đi kèm tính năng sưởi ấm, thông gió và ít nhất 7 chế độ massage. Để tạo ra sự riêng tư tối ưu, toàn bộ khoang phía sau đã được ngăn cách với phía trước thông qua vách ngăn cabin, kết hợp cửa sổ kính trợ lực với chức năng làm mờ điện sắc. Được gắn trên vách ngăn này là tủ lạnh và màn hình trung tâm 26 inch, có thể được điều khiển bằng điều khiển từ xa đi kèm hoặc màn hình cảm ứng đa chức năng giữa các ghế trước. Màn hình này cũng có thể điều chỉnh các chức năng và định vị ghế, kiểm soát khí hậu, cửa sổ trời và đèn chiếu sáng trong cabin. LM350 trang bị ghế bọc da bán Anilin và trang trí gỗ mực bạc Jinsuiboku, cùng với ghế trước có thể điều chỉnh điện với bộ nhớ bên lái. Ngoài ra còn có các trang bị như mở cửa không cần chìa khóa, khởi động bằng nút bấm, kiểm soát khí hậu 3 vùng, ánh sáng xung quanh 16 màu, cửa sổ trời phía trước và cửa sổ trời phía sau, hệ thống camera 360 độ và cửa hậu điện. Về an toàn, LM được trang bị hệ thống an toàn Lê Sút Plus, hệ thống hỗ trợ người lái, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, điều khiển hành trình thích ứng với dừng và đi, hỗ trợ căn giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù, cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau và chùm sáng thích ứng, 7 túi khí và kiểm soát ổn định.